Cô mến chào tất cả các em học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Như vậy, các em lại sắp bước vào kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ 1 rồi. Để giúp các em củng cố kiến thức về bộ môn ngữ văn lớp 9, cô mời các em cùng tham gia bài học ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 này nhé. Để có thể thực hiện tốt bài kiểm tra, các em cần ôn tập lại các kiến thức đã học từ tuần 1 đến hết tuần 8 học kỳ 1. Về cấu trúc đề, bài kiểm tra ngữ văn gồm có hai phần. Phần thứ nhất 4 điểm gồm các kiến thức về văn bản và tiếng Việt. Phần thứ hai 6 điểm là một bài tập làm văn. Trọng tâm kiến thức ở từng phân môn cần ôn tập như thế nào? Thứ nhất là về phần văn bản. Đề thi sẽ lấy ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với các dạng câu hỏi quen thuộc như phương thức biểu đạt, nội dung chính. Các em sẽ đặt nhan đề cho đoạn trích hoặc qua cái đoạn trích đó em rút ra bài học, thông điệp gì cho bản thân, vân vân. Về phân môn tiếng Việt, các em cần ôn lại nhóm bài các phương châm hội thoại. Nắm vững giùm cô 5 phương châm hội thoại sau đây nhé. Thứ nhất là phương châm về lượng. Khi giao tiếp, mình cần nói cho có nội dung, không nói thừa và cũng không nói thiếu nha các em. Thứ hai là phương châm về chất. Mình đừng nói những điều mình không tin là đúng và không có bằng chứng xác thực. Hãy nói những gì các em biết chính xác, chân thực. Như vậy thì các cuộc trò chuyện giữa mình với bạn mới có thể thành công được. Và thứ ba, các em cần tuân thủ phương châm quan hệ khi trò chuyện với người khác. Đừng nói theo kiểu ông nói gà, bạn nói một đằng, bà nói vịt, mình nói một nẻo không khớp nhau. Như vậy, đó là lạc đề đó các em. Thứ tư, chúng ta không nói theo kiểu lúng búng như ngậm hụt thị, cứ ấp a ấp úng mãi, hoặc là mình nói rườm ra, dây cà ra như muốn. Đặc biệt, các em tránh cách nói mơ hồ khiến người khác khó hiểu. Như vậy, chúng ta cần tuân thủ phương châm cách thức. Thứ năm, đó là phương châm lịch sự. Mình thể hiện sự tôn trọng người khác, sự tế nhị và mình nói năng có văn hóa trong giao tiếp. Điều đó sẽ khiến cho các cuộc trò chuyện của mình với mọi người được thành công tốt đẹp ha các em. Tuy nhiên, trong thực tế, vận dụng các phương châm hội thoại, các em cần có một vài điều chú ý như sau. Thứ nhất, mình cần chú ý mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với các tình huống giao tiếp. Bởi vì nếu như mà mình không chú ý vận dụng các phương châm hội thoại phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp, sẽ ảnh hưởng đến giá trị giao tiếp. Cần nhớ giùm cô đó là mình nói với ai, mình nói khi nào, mình nói và ở đâu và mình nói để làm gì. Thứ hai, có những trường hợp người nói sẽ không tuân thủ các phương châm hội thoại và việc không tuân thủ như vậy có thể có nhiều nguyên nhân các em. Có thể do người nói họ vụng về, họ thiếu văn hóa giao tiếp, hoặc có thể họ muốn ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn. Và thứ ba, họ muốn gây một sự chú ý để người nói hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. Phần thứ hai, các em nhớ ôn lại kiến thức về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Chắc hẳn các em còn nhớ khi trích dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người hay một nhân vật có hai cách. Thứ nhất là dẫn trực tiếp,
Có nghĩa là mình sẽ nhắc lại nguyên văn, lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật. Lúc đó thì lời dẫn trực tiếp sẽ được đặt trong dấu mặt kép các em nhé. Thứ hai là dẫn gián tiếp. Mình thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật. Có thể có sự điều chỉnh cho thích hợp. Ví dụ đó là những từ chỉ thời gian nè, những từ chỉ không gian hoặc là các từ xưng hô sao cho phù hợp. Thứ hai, điều cần nhớ đó là cái phần lời dẫn gián tiếp nhớ là không đặt trong dấu ngoặc kép, và trước lời dẫn các em có thể thêm từ rằng hoặc là từ là. Tiếp theo, các em sẽ ôn luyện nhóm bài sự phát triển của từ vựng, ôn lại các cách phát triển từ vựng đã được học. Đó là biến đổi và phát triển nghĩa của từ. Như các em đã được học, từ kinh tế ngày xưa được hiểu là trị nước cứu đời thì bây giờ người ta không hiểu cái nghĩa như vậy nữa. Từ kinh tế hiện nay được hiểu là toàn bộ các hoạt động sản xuất, trao đổi, phân phối, lưu thông của một quốc gia. Như vậy từ kinh tế đã có sự biến đổi về nghĩa các em. Và người ta cũng có thể phát triển nghĩa của từ ngữ dựa trên hai phương thức. Đó là phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Ví dụ như từ chân, nghĩa gốc là chỉ một bộ phận của cơ thể con người. Sau đó người ta đã chuyển nghĩa của từ chân dựa trên phương thức ẩn dụ. Ví dụ chân đồi, chân mây, chân bàn, chân ghế. Hoặc cũng có thể người ta phát triển nghĩa của từ dựa trên phương thức hoán dụ. Các em còn nhớ những dòng thơ sau đây của đại thi hào Nguyễn Du không? Cũng nhà hành viện xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tây buôn người. Từ tây có nghĩa gốc là chỉ một bộ phận của cơ thể con người, thì trong ngữ cảnh này từ tây dùng để chỉ người giỏi về một nghề nào đó. Như vậy người ta có thể phát triển từ vựng theo cái cách đó là biến đổi và phát triển nghĩa của từ, nhưng cũng có thể phát triển từ vựng bằng cách phát triển số lượng từ nữa các em. Người ta sẽ tạo từ ngữ mới. Như các em đã biết đó, sau này trong cuộc sống chúng ta thường nghe những từ ví dụ như thư điện tử, cơm bụi, sách đỏ, phượt, vân vân. Đó là những từ ngữ mới được tạo ra gần đây. Nếu không tạo từ ngữ mới thì người ta có thể vay mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài, và bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt như các em đã được biết đó là những từ mượn gốc Hán. Và chúng ta có thể đọc được trên báo trong những câu chuyện rất nhiều những cái từ vay mượn của ngôn ngữ nước ngoài, ví dụ như soái ca, kiêu binh, hoặc một từ mà các em có thể biết rộng rãi đó là cái từ internet, đó cũng là cái từ vay mượn của ngôn ngữ nước ngoài nữa đó các em. Tiếp theo là thuật ngữ. Thuật ngữ là gì? Đó là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ. Các em nhớ một vài đặc điểm của thuật ngữ. Đó là trong một lĩnh vực khoa học công nghệ nhất định thì mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm mà thôi. Và ngược lại cũng vậy đó các em. Mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ. Và nhớ rằng là thuật ngữ không có tính biểu cảm. Tai ngon, chén muối, đĩa gừng, gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. Đây là những câu ca dao xưa, chỉ những cay đắng gian nan đã gắn bó nên tình nghĩa vợ chồng. Hình ảnh muối gừng ở đây diễn tả tình cảm thủy chung son sắt của con người. Và như thế, từ muối có tính biểu cảm. Vậy thì từ muối không phải là thuật ngữ. Các em nhớ hai đặc điểm nha của thuật ngữ nha. Các em học sinh thân mến,
Về phần tập làm văn, các em sẽ viết một bài văn tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm. Có hai dạng đề, thứ nhất là kể chuyện đời thường, thứ hai là kể chuyện tưởng tượng. Dù kể chuyện đời thường hay kể chuyện tưởng tượng thì mình cũng nhớ thực hiện các bước của bài làm theo gợi ý chung sau đây. Thứ nhất, khi viết mở bài, các em giới thiệu câu chuyện và nêu cảm nghĩ chung, đó là các phần các ý trong phần mở bài. Tiếp theo, khi viết thân bài, các em sẽ kể diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lý. Sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc. Trong khi kể, người viết cần kết hợp các yếu tố miêu tả nội tâm nữa, bởi vì các yếu tố này sẽ góp phần làm cho câu chuyện kể của mình thêm sinh động, góp phần khắc họa chân dung tinh thần của nhân vật trong câu chuyện kể. Cuối cùng, các em kết bài và viết hai ý sau đây trong phần kết bài, đó là khẳng định cảm nghĩ về sự việc vừa kể, các em rút ra bài học bản thân cho mình. Ăn ôn, võ luyện. Các em có thể tự ôn luyện một số đề sau đây để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới. Đề 1. Kể lại một lần em trót xem nhật ký của bạn. Đề 2. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động ấy. Đề cuối cùng. Nhân ngày 20 tháng 11, kể cho các bạn nghe về một kỷ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy cô giáo cũ. Cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài học này. Chúc tất cả các em thi tốt nhé. Mến chào tất cả các em.